Đẹp quá à, đẹp ấy hả? Hả? Thôi đi vô chơi trước đã, chút xíu nó ra tính sao. Balloon, balloon là bóng bóng đó em. Balloon, balloon là bóng bóng á. Ừ, mấy con thú nó bán cũng dễ thương quá Vy hả? Wow, Vy con thú Hello Kitty kia đẹp chưa Vy? Wow. Trời, người ta xếp hàng mua vé dễ sợ chưa? Mình mua vé trước ở trên mạng á nên khỏe hơn. Đi lại cái chữ đi, chụp hình miếng Vy. Hả? Chị lại cái chỗ này chụp hình miếng vậy nè. Mới dùng xong rồi hả? Để chụp cho nó bắn tiếp lên á. Hà. Bắn xà bông lên á. Bắn xà bông lên à. Mì bong bóng. Ai muốn vô chụp chụp đi. Mày chụp đi. Chụp máy quay mà bắt quay vậy. Chụp bình lắm. Dơ. Cười lên coi cái gì vậy? Ra giữa chụp cái để bình bình. Ra giữa chụp cái Vy với chụp với chị Trâm kìa. Ủa sao con xếp hàng con vô đó chụp? Bé quay cái màn đi. Nào đi con. Đi nè con. Coffee. 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 Co
xích này xí, xích này xí, xích này xí. Đó, đúng rồi. Rồi, đi vô xin đi. Đi vô, đi vô. Đẹp chưa? Wow, đẹp chưa Sydney? Hả? Đã đi ở đâu? Biết mẹ biết ra đi đâu? Ghê vô kìa, đẹp kìa. Sydney. Bên này trước. Ừ, bạn thấy rồi. Đây kìa. Sydney, đẹp chưa Sydney? Sydney vô dạy chơi đi. Sydney dạy chơi đi. Rồi, đi con. Đây nè.
chứ không, mày mua chưa? Muốn ăn gì không? Uống nước không? Uống nước không, ăn gì không, mày mua cho. Ồ, xin em muốn vô chơi à? Vô kia đi vô.
Chỗ này người ta chụp hình nhiều lắm. Đẹp chưa? Thank you.
vào bên trong đi.